sản xuất nước uống đóng chai. Diện sản xuất nước nông chai. Qua thử thấy đáp luôn. Bên đáp đầy đủ à. Xuất nước nông chai. Qua kỳ xây lóc. Này ra tao bỏ nửa lít vô thôi. Chạy nửa lít. Đầy không? Mấy phần đá. Cái tiết lưu á, xài lâu quá nó cũng bị hư. Nó bị nghẹt ở trên á. Không ra nước được đâu. Chỗ nạp chai nè. Có cái quạt để nạp vô. Xin kết thúc video đây nha. Ok, hầu lửa nắp. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha. Hướng dẫn chạy máy.